ngôi làng bí ẩn và những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong ngôi làng. Một ngôi làng nhỏ bé, ẩn mình trong vùng núi hoang vu. Những ngôi nhà gỗ cổ kính, khói bốc lên từ những ống khói, đường mòn đất đỏ dẫn vào làng. Những người dân làng sống một cuộc sống bình dị, nhưng có điều gì đó không ổn, một không khí âm u bao trùm khắp nơi. Một buổi sáng, dân làng phát hiện một con trâu kỳ lạ xuất hiện giữa quảng trường làng. Con trâu to lớn, đôi mắt đỏ rực và ánh nhìn như có hồn. Từ ngày con trâu xuất hiện, những điều bí ẩn và rùng rợn bắt đầu xảy ra trong làng. Từng đêm, những người dân trong làng nghe thấy tiếng gầm rú từ cánh rừng. Vài người mất tích một cách bí ẩn, dấu chân to lớn của con trâu dẫn vào rừng nhưng không ai dám đi theo. Những con vật nuôi bị giết hại dã man và cây cối trong làng dường như khô héo nhanh chóng. Một nhóm thanh niên dũng cảm quyết định đi vào rừng để tìm hiểu sự thật. Họ phát hiện ra một ngôi miếu cổ bị lãng quên, nơi mà linh hồn của con trâu bị yểm bùa. Con trâu chính là hiện thân của một lời nguyền cổ xưa do một thầy phù thủy tạo ra để trả thù dân làng. Nhóm thanh niên tìm cách giải lời nguyền bằng cách phá hủy ngôi miếu và làm lễ giải bùa. Họ phải đối mặt với con trâu hung dữ trong trận chiến cuối cùng. Cuối cùng, họ thành công và ngôi làng trở lại bình yên. Con trâu biến mất và những người mất tích trở về.